Cô chào mừng tất cả các bạn học sinh lớp 2 đã đến với môn học giáo dục thể chất. Tuần 11 chúng ta sẽ được học bài ôn đi theo hướng thẳng và chạy theo hướng thẳng. Cô Linh và thầy Đức đến từ trường tiểu học Trương Định rất vui cùng đồng hành với các bạn trong tiết học hôm nay. Mục tiêu của bài học hôm nay là giúp cho các bạn thực hiện được các động tác đi theo hướng thẳng và chạy theo hướng thẳng, từ đó vận dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày. Và cô cũng có một yêu cầu cho các bạn là chúng ta phải chuẩn bị sân tập cho sạch sẽ, không ẩm ướt hay trơn trượt. Nội dung của bài học hôm nay bao gồm: thứ nhất là chúng ta sẽ khởi động, các bạn sẽ xoay các khớp. Thứ hai là bước vào phần ôn tập đi theo hướng thẳng và chạy theo hướng thẳng. Thứ ba là các bạn sẽ luyện tập các động tác đi theo hướng thẳng và chạy theo hướng thẳng. Và phần cuối cùng là phần thứ tư, đó là phần vận dụng bao gồm thả lỏng, củng cố và dặn dò. Và bây giờ chúng ta bước vào nội dung đầu tiên, đó là phần khởi động. Các bạn hãy đứng lên và chúng ta nhìn trên màn hình và khởi động cùng với cô nhé. Chú ý, bài khởi động bắt đầu, xoay cổ. Xoay. Ngược lại. Quay cánh tay. Đổi chiều. Xoay hông. Ngược lại. Quay cổ tay, cổ chân. Đổi chân, đổi chiều. Thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào nội dung thứ hai, đó là phần ôn tập đi theo hướng thẳng và chạy theo hướng thẳng. Bài đi theo hướng thẳng bao gồm có 5 động tác. Động tác thứ nhất, đi theo hướng thẳng. Động tác thứ hai, đi trên vạch kẻ thẳng. Động tác thứ ba, đi kiển gót theo hướng thẳng. Động tác thứ tư, đi bằng gót chân theo hướng thẳng. Động tác thứ năm, đi bước dồn ngang theo hướng thẳng. Bài chạy theo hướng thẳng bao gồm có 3 động tác. Động tác thứ nhất, chạy theo hướng thẳng. Động tác thứ hai, chạy có mang vật trên tay theo hướng thẳng. Và động tác thứ ba, đi kết hợp chạy theo hướng thẳng. Và bây giờ các bạn hãy quan sát động tác mẫu của thầy Đức tập nhé.
Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang nội dung thứ ba, đó là phần luyện tập. Ở nội dung này thì các bạn sẽ thực hiện 8 động tác. Chú ý, mỗi động tác tập 3 lần, bao gồm động tác thứ nhất đi theo hướng thẳng, thứ hai đi trên vạch kẻ thẳng, thứ ba đi kiển gót theo hướng thẳng, thứ tư đi bằng gót chân theo hướng thẳng, thứ năm đi bước gồn ngang theo hướng thẳng, thứ sáu chạy theo hướng thẳng, thứ bảy chạy có mang vật trên tay theo hướng thẳng, và động tác cuối cùng đi kết hợp chạy theo hướng thẳng. Nào, bây giờ chúng ta cùng bấm dừng màn hình để bắt đầu tập luyện nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần nội dung thứ tư, đó là vận dụng. Đầu tiên thì cô mời cả lớp chúng ta cùng thả lỏng với thầy nhé. Các bạn nhìn trên màn hình và tập theo thầy. Chú ý khi vươn người hít sâu bằng mũi và cúi người thì thở ra bằng miệng. Bây giờ cô trò chúng ta cùng củng cố lại bài học hôm nay nhé. Các bạn hãy quan sát trên màn hình có 4 bức tranh và trả lời cho cô hình nào thực hiện động tác đi trên vạch kẻ thẳng. À, cô chúc mừng các bạn nào có đáp án là hình thứ hai, đó là hình thực hiện động tác đi trên vạch kẻ thẳng. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu hỏi thứ hai. Cô cũng có 4 bức tranh và các bạn quan sát trả lời cho cô hình nào thực hiện động tác chạy theo hướng thẳng. À, cô xin chúc mừng các bạn nào chọn bức tranh số 2, đó là hình động tác chạy theo hướng thẳng. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Ở nhà thì các bạn nhớ tập luyện 8 động tác này vào những thời gian thích hợp nhé. Các bạn có thể tập vào buổi sáng hoặc là buổi chiều mát đều được. Vừa ôn lại bài cũ mà cũng vừa để nâng cao sức khỏe của mình các bạn nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tiết học hôm sau.